Hạ gục đối thủ trong 33 giây, Bùi Tiến Hải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Nhanh chóng đánh bại đối thủ đến từ Campuchia, John Buna. Vận động viên Bùi Tiến Hải giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho vợt Việt Nam trong buổi chiều ngày 14 tháng 5. Trong trận đấu thuộc lượt 3 hạng cân 60kg nam, nội dung vợt Greco-Roman, Hy Lạp La Mã, Bùi Tiến Hải thi đấu với võ sĩ đến từ nước chủ nhà Campuchia. Dù nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các khán đài, John Bunan vẫn không thể đứng vững qua 3 giây. Bùi Tiến Hải vẫn đối thủ xuống sàn rồi thực hiện đòn khóa xiết, khiến trọng tài buộc phải dừng trận đấu ở giây thứ 33. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Tiến Hải giúp anh bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Năm ngoái, vợt Việt Nam giành 17 trên 18 huy chương vàng của SEA Games 31. Duy nhất chỉ có vận động viên Campuchia, nhập tịch Iran, Son Bali là có thể phá vỡ thế thống trị của vợt Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Năm nay Son Bali tiếp tục thi đấu cho Campuchia cùng một số vận động viên gốc Iran khác. Dù các nội dung vật mới thi đấu buổi sáng và đầu buổi chiều, đã có ít nhất 3 vận động viên Việt Nam nắm chắc tấm huy chương vàng do toàn thắng ở vòng đấu vòng tròn một lượt. Dự kiến vật sẽ mang về cho đoàn thể thao Việt Nam từ 10 đến 15 huy chương vàng tại SEA Games 2023. Cũng trong chiều 14 tháng 5, nhiều môn võ thuật sẽ thi đấu chung kết như boxing, taekwondo, anit, vật. Dự kiến chiều 14 tháng 5 sẽ chứng kiến cơn mưa vàng tới từ võ thuật Việt Nam.